Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Và hôm nay tôi có mang đến một nhân vật có thể nói vô cùng là quen thuộc đối với những anh em vlog. Và tôi thì cũng đang làm vlog bởi cái nhân vật này đây. Nhưng mà khoan đã, có một cái điểm gì đấy hơi khác biệt ở trên cái hộp của cái con máy này. Quên mất chưa nói qua thì đây chính là em Osmo Pocket anh em nhá. Thì cái điểm khác biệt mà chúng ta có thể thấy, nhận thấy rõ nhất ở trên này, nó là một cái tem màu đen và in ba cái chữ Trung Quốc ở trên này. Đó, anh có thể thấy đó. Thì cái chữ này mình vừa xuất Google dịch ra thì nó có dịch là máy tân trang, hay là mấy anh em trong nghề còn có thể hiểu rằng là máy refurbished. Đó, thì refurbished tức là gì? Refurbished tức là cái máy mà được trả bỏ hành này, hoặc là những cái máy trưng bày, hay là những cái máy mà chưa đủ điều kiện để xuất ra khỏi nhà máy thì sẽ được trả lại và được hãng thay thế linh kiện mới đủ điều kiện để có thể xuất ra và thành sản phẩm thương mại và bán cho anh em. Thì cái con máy này không phải là ở đâu cũng có, mà chỉ những cửa hàng phân phối độc quyền của DJI mới được phép bán con máy này, bởi vì nó còn liên quan đến cái chế độ bảo hành của em Osmo Pocket này nữa. Vậy thì cái em Osmo Pocket Refurbished này nó có cái ưu và nhược điểm gì so với cả những cái dòng máy thông thường? Ok, thì cái em này, ưu điểm đầu tiên của nó là cái giá nó sẽ rất là rẻ, giá nó rẻ hơn khá là nhiều. Cái em Osmo Pocket Refurbished này giá nó chỉ khoảng 5.690.000 mới tinh đập hộp như thế này thôi anh em nhé. Đó, giá thành rẻ là cái thứ nhất này. Thứ hai nữa là vẫn được hưởng chế độ bảo hành 12 tháng. Anh em thấy hợp lý không? Bảo hành chính hãng 12 tháng luôn, tức là chúng ta vẫn sử dụng tha hồ giống như là một em Osmo Pocket phiên bản thương mại bình thường. Tiếp theo nữa đó chính là mọi thứ phụ kiện bên trong máy không có gì thay đổi cả. Tất cả chúng ta đều được hưởng cái quyền lợi giống hệt như là các cái phiên bản Osmo Pocket bình thường thôi. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi đập hộp cái em Osmo Pocket này, Refurbished này, để xem là bên trong nó có những cái gì nhá. Tôi nghĩ là nó cũng không có gì khác biệt đâu. Chúng ta hãy cùng đập hộp ra. Đây, đây là bên trong hộp của nó. Vẫn là một em Osmo Pocket ở đây, và có bao gồm một kit bảo vệ anh em nhá. Một bên. Tiếp theo trong này sẽ là một cái hộp. Trong hộp này sẽ bao gồm một sợi cáp để sạc này, USB-C. Tiếp theo là chân chuyển đổi sang USB-C này, cái nối điện thoại. Và đây là chân Lightning. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có một bộ sách hướng dẫn sử dụng. Đây, sách hướng dẫn sử dụng. Ok, bằng các thể loại ngôn ngữ anh em có thể vào tham khảo. Nhưng mà hầu hết là các cái hướng dẫn sử dụng của em Osmo Pocket này thì Tokyo Camera đã đều đăng các clip lên rồi, và anh em có thể vào kênh Tokyo Camera để có thể xem lại. Ok, hãy quay trở lại với em Osmo Pocket này của chúng ta nào. Thì trước đó thì mình đã review rất là chi tiết cái em Osmo Pocket này rồi, các bạn có thể vào xem lại này, và mình sẽ để cái gợi ý video ở trên góc này, các bạn có thể nhấn vào xem để có thể biết thêm về em Osmo Pocket này nhá. Thật sự thì cái em này nó quá là bá đạo luôn, đúng không nào? Rất là nhỏ, gimbal nhỏ nhất thế giới, gimbal cầm tay nhỏ nhất thế giới, và một góc quay vlog của cái chất lượng camera vô cùng là đỉnh. Thêm vào đó là cái màu lốc nữa, màu DCI Line độc quyền của DJI nữa. Và hầu hết các clip mình review thì mình đã đều quay bằng em Osmo Pocket ở đây. Đó, những hình ảnh các bạn đang nhìn thấy hiện lên màn hình active này. Đó, mình sẽ tiến hành active nha. Cũng không cần phải review gì nhiều chi tiết về anh em này nữa, bởi vì chắc hẳn là anh em đã biết quá là nhiều về cái em máy này rồi. Mình chỉ muốn giới thiệu qua để cho anh em biết rằng là cái ưu điểm của cái em hàng Refurbished này, với những anh em nào mà chưa đủ tài chính thì chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn những cái em hàng như thế này, giá thành nó rất là rẻ. Thêm với nữa là chế độ bảo hành rất là lâu, chúng ta có thể tha hồ, chúng ta yên tâm sử dụng. Vậy thì anh em cảm thấy thế nào về sản phẩm này? Đừng quên để lại bình luận ở phía dưới, cũng như nhấn like, subscribe kênh và nhấn nút chuông để có thể nhận thêm những video tiếp theo nhé. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.